Xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn cùng đam mê âm thanh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Quang Minh Audio. Clip hôm nay, Quang Minh Audio sẽ giới thiệu cho tất cả quý vị và các bạn hai cái dòng mạch phân tần loa, phân tần loa phun đơn và phun đôi, và hai cái dòng phân tần loa chép để anh em có thể lựa chọn cho mình những cặp phân tần và thay thế độ chế đóng loa, hoặc là những cặp phân tần chép chuyên những dòng loa tép kép ngoài để anh em có thể lựa chọn. Đó, cái dòng phân tần phun đơn là SRX con 715, đó, SRX 715 đấy. Cái này có những cặp trên này để cho anh em cùng tham khảo cái vấn đề đấy. Dòng này phun đơn anh em có thể đánh được cả những dòng bát lớn, chơi cả dòng bát lớn 40-50 anh em chơi đều được anh em nhé. SRX 715 đấy, con này 1-2-3-4 cuộn cảm, cuộn cuộn cảm khá là lớn này, những cái sợi, những cái cuộn đồng khá là lớn này, những dây đồng tiết diện cực kỳ lớn luôn này. Cận cảnh này cho anh em nhìn cái cuộn đồng này, đó, cuộn đồng này. Và ngoài ra có những con trở sứ này, đấy, con trở sứ này, và 1, 2, 3, 4 con tụ, đấy, 4 con tụ, một con tụ 10 chấm này, đấy, 2 con 10 chấm này, con này là con 3.3 và con này con 1.5 này, đó, 4 con tụ rồi cả, đấy, một phân tần phun đơn, đấy, đánh được những dòng bát công suất lớn luôn, 40-50 chơi anh em chơi đảm bảo cho anh em, đấy, đấy phân tần nó phun đơn, đấy, đường bảo HF và LF, đường bát và đường chép đó, và đường in rồi đây. Đấy, đường in đây anh em muốn yêu cầu tôi sẽ hàn dây sẵn cho anh em đó, phần tần phun đơn của nhà SRX. Những con này thì bảo vệ loa cực tốt luôn và cho chất âm cực hay luôn đấy, khẳng định với anh em đấy đó. Mà một cặp phân tần phun đơn này chỉ có 750.000 một cặp đó, 750.000 một cặp anh em nhé, SRX 715. Và người anh em của con 715 là con 725 là phân tần phun đôi anh em nhá. Đấy, phân tần phun đôi. Đó, phân tần phun đôi đợt này về có cái màu nó hơi vàng vàng nhạt chút như này. Đó, cũng con là phun đôi này thì cũng có bao gồm 4 cuộn đồng. Đấy, anh em nhìn này. Những cái cuộn đồng với những cái sợi dây đồng tiết diện này, anh em tiết diện cực kỳ lớn luôn. Đó, những cuộn đồng xịn này. Đó, 4 cuộn đồng trở sứ, ngoài ra còn con này 2, 4, 6, 7 con tụ đấy, có cả con tụ, hai con tụ 18 chấm này, hai con tụ 18 này, hai con tụ 4 chấm, hai con tụ 1.0, 1.5, 5.6 này. Đó, đó. 7 con tụ đấy, mạch này là mạch phun đôi. Đấy, mà phun đôi anh em chơi được hai cặp bát, đánh hai cặp bát cùng một lúc, bát và chép. Những dòng này thì anh em có thể đánh cả chép kèn. Đấy, anh gặp chép kèn thì ok luôn, yên tâm. Đó. Cận cảnh này cho anh em nhìn những cái cuộn đồng này và những con tụ xịn này. SRX 725 ở phía sau đây. Đó, bo mạch. Và con 725 này thì anh em đây, đường in vào đây. Đấy, đường in vào đây, hai cầu đây. Còn đây là đường hai bát, hai cặp bát đây. Đây là chép đây, HF giải cao đây, RF rồi. Đây, anh em yêu cầu tôi sẽ hàn sẵn dây cho anh em đó. Và một cặp phân tần phun đôi 725 này đấy, cho đánh như cả những dòng bát lớn này, 7 phun đôi 25 850.000 một cặp đó, cũng như 715 anh em có yêu cầu thì tôi sẽ hàn sẵn dây cho anh em đó. Và ngoài ra có những cái dòng phân tần cho loa chép như này nữa đấy, loa chép này để anh em có thể lựa chọn để về ghép thêm cho cái dòng loa chép. Một số dòng loa cái phân tần cũ của anh em mà lấy loa chép nó hay cháy ấy, do cái mạch nó không đảm bảo, hoặc là anh em chơi chép ngoài thì nên gắn thêm những cái bảng mạch này chuyên cho dòng loa chép thì nó sẽ đảm bảo hơn đó. Thứ nhất là chất âm đảm bảo hơn, thứ hai nữa là bảo vệ loa chép của anh em tốt hơn. Đấy, phân tần loa chép thì tôi có hai dòng này, T3 đấy, con này là con T3, con này là con T5. Đấy, hai con này chất lượng khác hẳn nhau luôn. Đấy, phân tần T3 đấy, cuộn đồng này, đấy, sợi không ai, tụ của T5 là tụ đen anh em nhá, trở sứ bo mạch này, chung là con T5 là con xịn hơn, đấy, con bo mạch con T5 là xịn hơn. Anh em mà chơi loa tép ghép ngoài nên sử dụng con phân tần T5 này, đó, T5 hoặc T3 đều được. Đấy, con T3 này là 201 một cặp, đấy, cửa ship, còn T5 là 250.000 một cặp. Nó cũng như là những phân dòng phân tần kia, anh em mà có yêu cầu thì tôi sẽ hàn sẵn dây cho anh em, hàn đầy đủ dây cho anh em. Đấy, và trên đây là Quang Minh Audio có giới thiệu cho anh em hai cái cặp phân tần phun đơn phun đôi và cái phân tần cho loa tép để anh em có thể lựa chọn cho mình những cặp phân tần cho phù hợp với dàn âm thanh của anh em. Mọi thông tin anh em liên hệ với Quang Minh Audio số điện thoại 0944737321. Đấy, tôi để số điện thoại trên màn hình luôn, anh em có thể nhắn tin gọi điện, tôi sẽ tư vấn cụ thể cho anh em. Và anh em đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ Quang Minh Audio. Một lần nữa xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em trong những video clip kế tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.